Điểm mặt sáu loại trái cây càng ăn càng hại sức khỏe. Ăn hoa quả là cách giúp chúng ta bổ sung nhiều vitamin có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, sáu loại trái cây dưới đây bạn nên ăn hạn chế vì ăn nhiều không tốt cho sức khỏe của bạn. Nhãn. Nhãn là loại trái cây thơm ngon được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, do cơ thể phụ nữ mang thai thường nóng bên trong và dễ bị táo bón, nên việc ăn nhiều nhãn sẽ gây nóng trong người, đồng thời khiến cho sự phát triển bình thường của thai nhi bị rối loạn, có thể dẫn đến chảy máu, đau bụng, v.v. Chuối tiêu. Trong chuối có nhiều hàm lượng magie. Nếu ăn nhiều vào lúc đói, hàm lượng magie trong huyết tương sẽ tăng lên đột ngột, làm mất cân đối giữa tỷ lệ magie và canxium, gây ra hiện tượng ức chế trong mạch máu, sẽ không có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, không nên ăn chuối tiêu khi đói bụng. Hồng. Nếu ăn nhiều hồng, sẽ tăng thành phần lắng, dễ thành hạt to, khó phát ra ngoài, có khả năng kết thành tảng to, làm tắc nghẽn tiêu hóa. Nhất là không nên ăn hồng lúc đói, vì khi đó vị toan sẽ nhiều, càng dễ bị kết tảng. Nếu ăn sau bữa ăn, do các vị toan đã bị thức ăn dùng hết, nên ít kết hợp với chất keo của hồng, nên không bị kết tảng. Quýt. Căn cứ vào nghiên cứu của các chuyên gia, một ngày không nên ăn quá 3 quả quýt. Vì nhu cầu vitamin C cần cho mỗi người trong ngày, 3 quả quýt là đủ. Nếu ăn nhiều, có hại cho vòng miệng và răng. Đặc biệt là không nên ăn quýt khi bụng đói, vì chất toan của nước quýt sẽ kích thích rất mạnh với màng dạ dày, ảnh hưởng cho sự hấp thụ tiêu hóa bình thường của dạ dày. Mật. Mật chứa nhiều caroten, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin E, rất tốt cho mắt. Hạt mật cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như protein, chất béo, phốt pho, sắt, kali, có tác dụng giải độc. Tuy nhiên, lạm dụng loại quả này, ăn quá nhiều cũng làm nóng trong người. Vì quả mật có tính nóng, phụ nữ mang thai ăn nhiều sẽ khiến cơ thể bị nóng trong, có thể gây phát ban, mụn nhọt, không tốt cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Na. Na mùi rất thơm, vị ngọt lịm, được nhiều người ưa thích vì dễ ăn. Tuy nhiên, quả na được coi là một trong số các loại quả gây nóng nhất cho cơ thể, và chỉ cần ăn vài quả là có thể đã làm nổi mụn cho một số người vốn săn tính nóng trong người. Thậm chí, nhiều người khi ăn na xong sẽ bị táo bón, mọc mụn trên mặt.